Ngày 16 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàng cho biết, trước tình trạng tái diễn hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận, đặc biệt là khu vực đường Tàu đoạn Trần Phú – Phụng Hưng, quận đã yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm luật đường sắt, đảm bảo an ninh an toàn hành lang giao thông đường sắt. Theo đó, các phường tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có hiệu lực theo quy định của pháp luật tất cả hộ đang kinh doanh vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt, để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt. Quận Hoàn Kiếm yêu cầu Công an quận chỉ đạo Công an các phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh tại khu vực trên. Phòng Tài chính Kế hoạch quận phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường thiết lập hồ sơ xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh vi phạm quy định.